Chào kính thưa quý vị, tiếp đến nữa là Tổng thống cũng nói đến tiểu bang Florida, cũng như là Texas, và Tổng thống nói là ở những tiểu bang này chúng ta đã thắng rất là nhiều. Và tiếp đến nữa, bỗng nhiên có những sự thay đổi bất ngờ tại những tiểu bang này, và chúng ta không thể nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Và đây là điều không thể nào có thể xảy ra được. Dạ, và tất cả chúng ta không thể mất những cái ghế quan trọng ở những tiểu bang này, và chúng ta cũng không thể mất được những cái điều đúng đắn của chúng ta những tiểu bang này, và tất cả tùy thuộc vào cái hệ thống pháp lý của những tiểu bang đó. Và điều đó không thể nào xảy ra như vậy được. Và tôi sẽ nói với quý vị điều gì đã sai ở đây. Đây là một ví dụ tại Michigan. Và 6:31, lúc 6 giờ sáng, 143.000 lá phiếu của tôi vẫn còn đang ở đây. Và bỗng nhiên sau đó thì nó đang ở đâu, và bỗng nhiên là của ông Biden. Và bỗng nhiên đó, đến đúng lúc đó tất cả mọi thứ biến mất và bắt đầu nó đi xuống, và ông Biden là đi lên như vậy, và tất cả đều đi ngang hết. Tại sao, chuyện gì đã xảy ra? Anh đang bom tất cả đều, tại sao? Dạ, và lúc đó là chúng ta đã thắng và đã cách biệt rất nhiều. Và ngay tại Detroit, họ biết điều đó. Hãy nhìn cái biểu đồ này. Và đó, điều đó xảy ra lúc 6 giờ 31 phút sáng. Đó là điều mà chúng ta recount, đếm lại tại Georgia. And if you're not going to check signatures in Georgia, it doesn't work. But we have a Secretary of State and a Governor who made it very difficult to check signatures. Dạ, và đến bây giờ thì ngay cả ở cái bộ phận kiểm phiếu của Georgia cũng như là thẩm phán ở tại Georgia nói họ không khó có thể nào kiểm tra lại chữ ký ở tại Georgia để mà kiểm tra nó lại. Tại sao vậy? Tất cả đều đang chống lại tôi. Dạ, và đó, họ đã sai sót cả hàng ngàn phiếu, và bây giờ họ không chấp nhận điều đó. Dạ, và tất cả phải được đếm lại, nhưng mà phải đếm lại với dưới cái sự công bằng và có luật pháp để mà có thể coi lại những cái điều đó. Dạ, và tiếp đến, chúng ta không thể nào kiểm tra được là những cái chữ ký ở trên cái bì thư. Và có rất hàng ngàn người và đã sai, đã ký vào cái envelope đó một cách sai luật. Và vì cái vấn đề đại dịch. Dạ, và chúng ta thấy là có vấn đề đại dịch này nó làm thay đổi cái system, và cũng như là làm cho mọi người bối rối trong cái vấn đề mà giải quyết những cái lá phiếu này. Và họ đã gửi đến cho hàng ngàn những cái lá phiếu cho những người đã chết. Họ đã filled out những cái, họ đã điền vào những cái lá phiếu đó, điền vào những cái tờ ghi danh, và làm cho những người chết cũng có thể thực hiện để mà bầu cử. Và có hàng triệu những cái lá phiếu đã được thu giữ lại, là thấy toàn là những lá phiếu đã phạm luật tại những cái tiểu bang chiến địa quan trọng. Và có những người nói là điều này là quá là khó, làm sao có thể như vậy được, những điều này là không thể tin tưởng ngoài sức tưởng tượng của họ. Nhưng mà đây là sự thật, và tất cả mọi người biết,
Dạ, có những người mà họ đã thấy những điều sai trái này, họ đã thấy được bằng chứng mà họ không muốn nói về nó. Nhưng mà chúng ta vẫn đưa ra. Dạ, chúng ta sẽ đưa đến tối cao pháp viện. Dạ, và tôi hy vọng rằng và tôi tôn trọng và mong rằng họ sẽ thực hiện đúng cái nghĩa vụ của họ. Let's go on to the next one. But yeah. No, we have to look also at our past. Dạ, và nói có những người nói là hãy tiến lên phía trước đi, hãy bỏ qua và làm lại. Không, tôi phải nhìn về tất cả những gì đã xảy ra và làm cho nó đúng. Và nếu như mà họ kiểm tra lại, loại bỏ đi những cái lá phiếu sai lầm và coi và đếm những lá phiếu trực tiếp thôi, tôi đã thắng một cách dễ dàng. So we're not looking to show you 25 faulty or fraudulent votes, which don't mean anything because it doesn't overturn the state, or 50 or 100. We're showing you hundreds of thousands. Chỉ có khoảng 25 lá phiếu, nó chưa đủ để mà có thể turn luôn, có thay đổi cả một tỷ ba. Nhưng mà quý vị tưởng tượng hàng trăm ngàn lá phiếu thì sao? Và tôi đã đưa ra cả rất là nhiều lần. The media knows this, but they don't want to report it. Nhưng mà điều quan trọng là họ không muốn report cái điều đó. Và tất cả những đó là bằng chứng, là những sự thật hiển nhiên ở đó. Even what I'm saying now will be demeaned and disparaged, but that's okay. I just keep on going forward. Nhưng mà dù lúc tôi đang nói với quý vị đây, mọi thứ vẫn đang còn khó khăn vô cùng, nhưng mà không sao. Tôi vẫn thực hiện và hơn cả 400 triệu dân ở đây tôi đang đại diện cho họ và đang cố gắng để mà làm những cái điều đúng đắn. And it's been like living in hell. Our opponents have proven many times, again and again, that they will say and do anything to get back into power. The corrupt forces who are registering dead voters. Tất cả lặp lại, lặp đi và lặp lại, họ muốn, vẫn đang muốn lấy lại cái sức mạnh của họ. Who have perpetrated one phony and fraudulent hoax after another. You've been watching it now for 4 years. These entrenched interests. Dạ, và quý vị sẽ thấy chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mà tôi thất bại trong vòng 4 năm tới. Quý vị sẽ cảm thấy rất là khủng khiếp. And we're returning power to you, the American people. Nhưng mà tôi muốn đưa lại cái sức mạnh này cho quý vị, chính là những người Mỹ. They only want power for themselves. Và những người này chính là những người dân, họ cần phải cái sức mạnh của chính họ. I've been investigated from soon after I announced I was running for president. Và tất cả mọi thứ là họ đang chống lại tôi, họ đang muốn lấy lại cái sức mạnh của họ từ từ. Và chắc chắn họ sẽ đưa tôi ra điều tra, họ sẽ làm mọi thứ. And I won them all. I beat them all. Russia, nhưng mà Russia, tôi sẽ thắng tất cả họ. Tôi sẽ chiến đấu với họ. And so much more. Và nhiều hơn nữa. Robert Mueller spent $48 million of taxpayer money investigating me for 2.5 years. Và tôi đã trả hàng triệu tiền thuế. Họ là đã nói là tôi đưa cái tiền thuế có vài trăm, $700, và họ cần đưa ra những cái điều cáo buộc tôi. Và họ đưa ra tới 500 người để mà làm bằng chứng, để làm nhân chứng, để có thể đưa tôi xuống. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Dần trong sau cái cuộc impeach đó, tất cả vẫn là no evidence, không có một bằng chứng nào cả. Và tôi rất là cảm ơn ông Rubio cho cái statement đó, cho cái sự thông báo đó. Vâng, cuối cùng họ đã tìm cách mọi bằng chứng, họ vắt lá tìm sâu để đưa tất cả mọi thứ ra, gửi đến về New York để mà cố gắng cực hạ tôi. Nhưng mà cuối cùng thì luật sư của New York đã đưa cho tôi và đã luật sư tại New York đã nói rằng là không có bất kỳ vấn đề gì để mà có thể bàn cãi về cái vấn đề campaign của tôi. It's important that everybody understand, she said, that the days of Donald Trump
are coming to an end. And all it's been is a big investigation in Washington and New York. Và đây chính là tôi đã có những cái invest rất là và đã có những cái cuộc điều tra rất là lớn ở tại New York, tại Washington. Và nhưng mà tất cả mọi thứ và họ không phải là chỉ muốn tôi đâu mà muốn tất cả chúng ta đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ kể chiến đấu về điều đó. You've probably been investigated more than anybody else, and for you to come out with a clean bill of health makes you probably the cleanest person in this world. Tôi là một trong những người mà gặp khó khăn nhất và bị investigate nhiều nhất mà chờ hơn bất kỳ một người nào, bị điều tra nhiều nhất. Beaten down and disparaged, they just disappeared. Và quý vị nhìn lại tất cả những cái lá phiếu bỗng nhiên biến mất. Chỉ có không ai biết được điều đó. Và tại sao tất cả đã nhờ họ lại đảng Dân Chủ họ lại involve nhiều đến như vậy? Tại sao họ lại ảnh hưởng nhiều đến như vậy? And horrible things were said about them and they're good people. Even recently the head of the GSA was hounded and harassed. Và mặc dù giống như là cô Emily của bộ phận GSA, General Service Agency, cô đã bị attack rất là nhiều. Cô đã bị harassed, đã bị hâm dọa nhiều. Điều tôi phải làm gì? Chúng ta phải làm người tốt, phải bảo vệ những người đó. Nhưng mà chúng ta, yên tâm, chúng ta vẫn chờ những cái báo cáo tiếp theo. They can go after me before the election as much và as they want. Họ có thể sẽ điều tra tôi, họ sẽ theo dõi tôi ngay sau khi cái cuộc bầu cử này kết thúc. Ông Durham sẽ đã được chỉ định để mà theo dõi tôi ngay sau đó. So who knows if he is ever going to even do a report. But if you look at the lies and the leaks and the illegal acts and behavior done by so many people, nhưng mà khi mà quý vị nhìn lại thấy những cái sai trái, những cái gọi là phạm pháp đã xảy ra trong suốt vậy, thì quý vị đã nhìn ra trút cả một quá trình. Is explain why nothing is happening with all of these people. Và cho nên điều quan trọng mà tôi phải làm bây giờ chính là đưa ra ánh sáng để cho tất cả mọi người thấy được là tất cả những gì tồi tệ đã xảy ra với lại cái campaign này của chúng ta, và điều này không thể nào xảy ra một lần nào nữa trong lịch sử. Và bây giờ tất cả những bằng chứng là đã rồi quá nhiều rồi, đã rất là nặng nề. Dạ, tất cả mọi người sẽ say wow. Dạ, và tất cả mọi người sẽ nói, tất cả có những người sẽ nói đâu, hãy đưa cho tôi coi. Các sẽ người sẽ nói là quá trễ để mà có thể thay đổi, tất cả đã quá trễ để có thể làm những điều gì đó. Nhưng mà chúng ta không dừng lại đó, và điều đó là điều mà chúng ta đang đấu tranh để làm. You can't let another person steal that election from you. Dạ, và bây giờ quý vị không thể nào để bất kỳ một ai đánh cắp bất cái cuộc bầu cử này chính tay của quý vị. Và hãy dùng một cái khẩu hiệu của chúng ta, stop the steal, hãy dừng lại cái việc đánh cắp này. Và những người bầu cử cần phải biết chuyện gì đã xảy ra với lại những cái thư bằng bầu khiếm diện. And cast their vote without showing any ID. The voting took place entirely in the honor system. Đã có những người mà đã đến để mà được vote trực tiếp mà không cần phải đưa cái ID của họ. Most Americans would also be shocked to learn that no state in the country verifies United States citizenship. Dạ, và có một số không có một tiểu bang nào mà cần phải thực hiện cái việc là verify cái vấn đề citizenship để coi cái người đó có là công dân hay chưa. Many European countries have instituted major restrictions on mail-in voting specifically because they recognize the nearly unlimited potential for fraud. Out of 42 European nations, all but two prohibit absentee ballots entirely for people who reside inside the country. Or else they require those who need absentee ballots to show a very, very powerful ID.
Và có những người mà gọi là ở cái absentee ballot cần phải được quyền là show cái ID rất là power của họ để mà making sure là chắc chắn. Và ngay tại cầu Milwaukee cũng vậy. Residency verification or voter ID and citizenship confirmation. Và tất cả những cái điều đó chúng ta cần phải là citizenship hoặc là ID là cần phải được verify. Còn và kính thưa quý khán giả, đến đây một lần nữa thì xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3 và 16.10. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo để tiếp tục gửi đến cho quý vị bài nói chuyện của Tổng thống.